chào quý vị và các bạn. Mưa đang có xu hướng xuất hiện trở lại ở khu vực Bắc Bộ, thậm chí ở khu vực vùng núi phía Bắc từ tối và đêm mai, còn có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Còn ở miền Trung thì mưa cũng có xu hướng gia tăng dần và mở rộng ngược lên phía Bắc. Mưa dông xuất hiện là do lúc này, thời tiết Bắc Bộ đang chịu tác động của một khối không khí lạnh tăng cường xuống lệch đông. Ngoài ra, trên độ cao 5.000m có một dòng hội tụ gió mạnh di chuyển từ vùng Thượng Lào sang. Cả hai yếu tố này khiến Bắc Bộ xuất hiện những cơn mưa dông bất ổn định. Mưa vừa, mưa to sẽ lan dần từ khu vực vùng núi phía Tây sang phía Đông với lượng mưa từ 20-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Do mưa tăng nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ giảm xuống còn từ 26-29 độ. Về tối và đêm mức nhiệt chỉ từ 19-24 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Ở miền Trung, yếu tố gây mưa to cho khu vực Trung và Nam Trung Bộ là gió đông ẩm đang yếu dần đi, khiến mưa tại đây giảm dần. Thay vào đó, không khí lạnh tăng cường lại khiến cho mưa gia tăng ở phía Bắc. Trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi có mưa rào và có nơi có dông, với lượng mưa từ 5-15mm, có nơi mưa to trên 20mm. Ở phía Nam, rãnh thấp xích đạo có trục 6-8 độ vĩ Bắc vẫn đang hoạt động mạnh, khiến cho mưa dông tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành Nam Bộ. Trong đó, khu vực ven biển miền Tây là những nơi có mưa vừa mưa to đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trưa mai giảm nhẹ. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên khoảng từ 26-29 độ và từ 30-33 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, khu vực phía đông bắc của Biển Đông vẫn là nơi có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao trên 2,5m, biển động. Còn tại khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa và các vùng biển ven bờ, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang đều đang duy trì mưa rào và dông, nên tầm nhìn xa giảm thấp từ 4-10km trong mưa, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 14 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!